Ok, chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Hôm nay tôi sẽ review cho anh em cây M92 của Win. Nhìn qua review cái cây này, cây rất nhiều anh em thích. Nhưng mà thật thiếu sót là trên kênh YouTube của mình và cả kênh và cái website của mình thế này. Anh không có một cái clip review soi kỹ về một cây này hoàn chỉnh. Trước là mình quay rồi nhưng bây giờ mình phát hiện ra là cái clip quay dọc, thì hôm nay đầu tiện cây có sẵn cây M92 của Huy đây, mình sẽ quay lại cho anh em soi cho nó đã con mắt. Đấy, Huy thì hộp nó cũng đơn giản thôi, chả có gì, chỉ có sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, M92, M9A1. Anh em chơi thì nên đọc và tìm hiểu qua. Ở trong đây là một cái súng mà mình thích. Mình cũng chơi M92. M92 và M91 là những cây mình thích nhất. Uy thì nó là nước sơn. Nước sơn thế nên là cái độ độ bóng của nó, độ sáng của nó thì nó không được bóng sáng như là cây M92 của SRC. SRC thì nó là mạ chrome, qua bản mạ Chrome Black ấy. Black Chrome rất đẹp. Nhưng mà cây đấy thì bây giờ là hết hàng. Hoặc là không có. Những cây mà 191 này thì nó là một cây súng lịch sử rồi. Nhưng nếu ai đã tìm hiểu về quên. Cây M92 là một cây súng lịch sử rồi. Thì nếu ai đã tìm hiểu về M92 thì sẽ thấy là nó có rất nhiều cái mà chúng ta hiểu biết được về nó. Cái mác nó nhìn đẹp này, được sơn kim loại hay là các cái đường gập nhìn rất hay, cái đế nó rất là chắc chắn nha. Nếu muốn tháo cái đế này, các bạn phải đóng hai chốt này ra thì mấy bạn tháo được cái đế này ra, nó nguyên khối kim loại. M92 cầm chắc chắn lắm. M92 thì cũng ít hãng sản xuất, hãng sản xuất có Claymore này, Win nè, Kaziwoog này, SRC này, Tokyo Marui này, CNG này. Đấy. Thì Tokyo Marui thì làm đẹp, nó làm nước sơn cực kỳ thích, nhưng mà nó bằng nhựa, nó phun nhựa cầm nó nhẹ, nó không sướng. Tức là như dòng bình dân ấy, thì Win và SRC là những cây mà nhiều anh em thích nhất. Win thì nó giá nó vừa phải, chơi cũng bộ bã. Mình chơi một cây M92 bản Samurai, bản Samurai cũng mấy năm rồi, bảo quản ok, thế vẫn chả sao cả. Chỉ có điều là cái dòng M92 này, cái chỗ này này, nó mà bắn ấy thì khi mà bắn nó hay bị dốc, bị kiểu hóc ấy, như này này. Đấy, thế là cố gắng các bạn khi chơi ấy, những phần này rất là phải sạch sẽ cái ray. Mình gặp nhiều trường hợp trong lúc mình bắn nó mình bị cát nó dính vào, đến lúc bóp cò nó bị sắt như này. Đấy. Nguyên cái súng nó phun kim loại hết, chỉ có cái ốp là bằng nhựa này. Đấy. Cái ốp bằng nhựa thôi, còn kim loại hết, cầm đã lắm. Con này thì nó qua thông số kỹ thuật của nó một chút, nó có trọng lượng là 1050 g, 1050 g nghĩa là 1 cân. Chiều dài là 21,5 mm, 21,5 mm. À 21,5 cm, quên. Băng đạn chứa 25 viên. Và FPS thì rơi tầm độ 340, 350 FPS. Riêng bản Wii thì nó xuất sang cái thị trường mình nhập đây là Thái Lan thì nó sẽ có khắc khắc bằng laser. Đã thấy không? Nhưng nếu mà bản Wii ở bên Đài Loan ấy thì nó sẽ không có khắc laser đâu. Khắc marking laser. Khắc marking laser nhá. Còn nếu mà khắc CNC thì đắt hơn. Khắc CNC thì mình ít hãng sản xuất lắm. Logo của Wii. Anh em mà thích ọp, mà thích cầm 92 đi họp ấy, thì mình dùng của Wii hoặc là mua của Kaziwoog được. Kaziwoog thì cái
cái lòng mè nó khá là bền, nhưng mà cái nước sơn của nó thì kém, nước sơn nó bong chóc kinh lắm. Mà cái riêu nó chỉ có màu đen thôi, huy thì nó có cả màu đen lẫn màu bạc. Ok, mình sẽ làm một chút bb bắn test cho anh em. À thôi, hôm nay mình không có cái hứng đạn, thế là mình cứ bắn mà không vậy, không lắp bb. Nó không có bb đâu nha, không có đạn nha, chỉ là mình làm chút ga mình bắn thử cho anh em. Bắn kiểu này thì chúng ta chỉ cần giữ chốt này, giữ chốt slide này. Đấy. Giữ chốt slide thì nó sẽ bắn nó như bình thường và nó không có đạn, không có đạn. Nếu không giữ chốt thì nó sẽ khóa slide lại luôn. Nhưng lúc buồn buồn mình cũng hay bắn kiểu này. Súng có chất liệu safe, safe thì ấn vào đây. Khóa lại, khóa cò lại. Còn đưa đây là bắn. M92 cũng còn có một phiên M92 của Wii có một phiên bản full auto nữa. Có nghĩa là chỗ này nó sẽ ba lớp. Lớp full auto và lớp semi. Nhưng mà thực sự ra mình không khuyên anh em chơi những cái bản 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 full auto vì nó rất là nhanh hỏng. Đấy. Có một điều mà anh em lưu ý nữa, đó chính là hai cái chốt này. Hai cái chốt này của Wii ấy. Cái chỗ này này, các bạn có cái chốt chỗ này này. Các bạn nên kiếm cái đục năng các bạn siết chặt một chút vì nhiều trường hợp bị cái này bong ra lắm. Bên này bong lắm. Rõ ràng bên này thì mình cũng không không dùng mấy khi để chọn chế độ save hay là file đâu, nhưng mà nó bên này nhiều lần cũng hay bị bong ra. Mình cũng đã bị mất cái bên này. Cái cây của mình bị chơi mất bên này. Rồi sau đó mình đã phải mua một cái bằng à mình đúc một cái bằng bạc giống y hệt mình gài vào đây thay thế. Nhìn cũng hay. Đấy. Anh em lưu ý nhé, lưu ý cái này, cố gắng siết chặt lại cái ốc lục lăng ở đây. Đấy. Ok, đó là gì mình muốn chia sẻ với anh em về cây M92 màu bạc của Wii. Cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.